Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một cuộc trao đổi đặc biệt với ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí thư Đảng Việt Tân về chủ đề 45 năm nhìn lại 30 tháng 4 năm 1975. Và kính chào ông Lý Thái Hùng ạ. Vâng, chúng tôi là Lý Thái Hùng. Xin chào anh Phong và xin kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 4 năm 1975 là biến cố đánh dấu giai đoạn những người cộng sản miền Bắc đã xua quân tổng tấn công tiến chiếm miền Nam Việt Nam. Và đó cũng là ngày đánh dấu cái sự sụp đổ của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Tuy cái cuộc chiến quốc cộng đã chấm dứt và đất nước Việt Nam đã được thống nhất trở thành một quốc gia nằm dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhưng mà trong thực tế thì Việt Nam vẫn chưa thực sự có được hòa bình và lòng người vẫn chưa thống nhất là một, vì cái đường lối cai trị, độc tài, bạo lực và đàn áp của chủ nghĩa cộng sản nó đã không thu phục được nhân tâm, nên cái cuộc chiến cho tự do dân chủ vẫn thật sự diễn ra ngày đêm trên đất nước Việt Nam trong suốt 45 năm qua. Và để tìm hiểu về cái cuộc chiến cho tự do dân chủ đã diễn ra như thế nào và triển vọng của nó thì chúng tôi sẽ mời ông Lý Thái Hùng chia sẻ qua một số câu hỏi sau đây. Vâng, trước hết cho tôi được hỏi ông Lý Thái Hùng là trong cái ngày trong cái sự diễn ra biến cố 30 tháng 4 năm 1975 thì ông đã ở đâu và ông đang làm gì ạ? Ông có trong cái làn sóng người bỏ chạy vào lúc đó hay không thưa ông? Không biết cái điều này điều có may mắn hay là điều bất hạnh, đó là 45 năm trước đây, ngày 30 tháng 4 năm 75 đó, thì là tôi lại không có mặt ở tại Việt Nam. Mà lúc đó chúng tôi đang ở tại Nhật Bản, tại Tokyo, là bởi vì tôi đã đi du học ở Nhật Bản năm 1971, cho nên cái thời điểm mà xảy ra cái biến cố 30 tháng 4 đó thì lúc đó tôi đang ở đại học năm thứ 3 ở đại học. Nhưng mà trước đó mấy tháng, tức là từ tháng 2, tháng 3, tháng 4 thì theo dõi những tin tức, những vấn đề thời sự của cái chính trường miền Nam đó thì quả thật rất là lo, là bởi vì nhìn thấy rằng là cái xu hướng có thể miền Nam sẽ thất thủ. Nhưng mà không ngờ đã đến sớm như vậy, cho nên có thể nói rằng ngày 30 tháng 4 đó thì tôi đã đón nhận cái tin này vào buổi trưa. Từ vì ông Dương Văn Minh đầu hàng vào lúc 11 giờ trưa giờ Việt Nam, thì lúc đó bên Nhật Bản là khoảng giờ 1 giờ chiều, thì rất là xúc động, rất là bồi hồi. Và đương nhiên không ở trong cái làn sóng người tị nạn ra đi bỏ nước vào lúc đó. Nhưng mà sau này khi mà Cộng sản Việt Nam đã chiếm miền Nam rồi đó, thì tôi cũng ở trong cái làn sóng của những người không chấp nhận cái sự cai trị của chế độ Cộng sản Việt Nam mà tiếp tục có những đấu tranh đến ngày hôm nay. Vậy theo ông thì về phương diện lịch sử thì ông đánh giá như thế nào về hệ lụy của biến cố ngày 30 tháng 4 đối với đất nước Việt Nam? Nếu nói về cái biến cố ngày 30 tháng 4 năm 1975 thì đương nhiên mỗi người có thể có một cái nhìn khác nhau. Nhưng mà đối với tôi và rất đông nhiều người vào lúc đó năm 1975 đó, thì đây nó là một sự kết thúc mà nó không phải là kết thúc ở trong lòng người, mà kết thúc của một cái sự xâm lăng từ miền Bắc vào miền Nam. Là bởi vì sau cái hiệp định mà Geneva năm 1954 chia đôi nước Việt Nam ở miền Nam miền Bắc như vậy đó, thì nếu mà không có ngày 30 tháng 4 đó thì miền Nam miền Bắc đã có một cái lịch sử nó khác rồi. Nó không có một cái bi kịch như thế ngày hôm nay. Nhưng mà khi mà nhìn lại cái cuộc chiến ở tại miền Nam nó xảy ra từ năm 1954-75 rồi đó, thì theo tôi nó có coi như là ba cái hệ lụy để chúng ta nhìn thấy. Cái hệ lụy đầu tiên đó là những người cộng sản ở miền Bắc họ được sự hỗ trợ của Liên Xô và của Trung Cộng, để bằng mọi giá là họ coi như là xâm chiếm miền Nam. Nhưng cái mục tiêu của họ không phải chỉ là thống nhất miền Nam vào trong miền Bắc dưới chế độ cộng sản không, mà họ muốn biến coi như là Lào, Campuchia và Việt Nam, tức là Đông Dương, trở thành cộng sản, và từ đó làm bàn đạp để biến coi như khu vực Đông Nam Á trở thành cộng sản. Cho nên đến cái tham vọng, cái hệ lụy của họ, họ muốn trở thành một cái coi như cái vùng đất trái độ để mà xây dựng cái chủ nghĩa cộng sản tại vùng Đông Nam Á, đó là cái hệ lụy thứ nhất. Cái hệ lụy thứ hai, tức là từ cái tham vọng để mà bành trướng cái chủ nghĩa cộng sản ở trên vùng Đông Nam Á như vậy đó, thì họ đã biến Việt Nam trở thành một cái nơi có thể nói rằng là một cái vùng trái độ với một số những chính sách hà khắc để mà khống chế người dân trong cái coi như là cái chủ nghĩa sau chủ nghĩa. Và chính những cái tham vọng bành trướng và hà khắc như vậy đó làm cho đất nước Việt Nam không có cơ hội phát triển và trở thành một quốc gia coi như nghèo nàn lạc hậu suốt trong nhiều thập niên.
Và sau này nhờ cái vấn đề mở cửa kinh tế thì nó thay đổi. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay thì đất nước Việt Nam vẫn là một cái đất nước nghèo nàn lạc hậu. Trong cái nghĩa là sống dưới sau chủ nghĩa. Chứ nếu trường hợp mà họ thực sự để mà phát triển đất nước theo cái nguyên lý thị trường đó, giờ này đất nước Việt Nam đã phát triển rất là lớn mạnh. Và cái điều thứ ba đó là Cộng sản Việt Nam vì cái tham vọng họ muốn xây dựng một cái chính quyền độc đài, độc đảng ở tại Việt Nam. Cho nên luôn họ dựa vào những cái quan thầy như là cái chỗ dựa chính trị. Thì đất nước Việt Nam chúng ta phải nói là từ năm 1990 cho đến ngày hôm nay là Cộng sản Việt Nam và dựa vào Trung Cộng, lệ thuộc vào Trung Cộng rất là nhiều. Và hiện nay những cái biển đảo, những tài nguyên quốc gia nó bị lệ thuộc vào, bị khống chế, bị Trung Quốc khống chế rất là nhiều. Cho nên ba cái hệ lụy có thể tóm tắt lại là cái sự kết thúc của ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đưa đất nước chúng ta rơi vào cái vòng thống trị của cộng sản, và vì cái chủ nghĩa cộng sản mà đất nước chúng ta không có cái tự do dân chủ, không có điều kiện phát triển, và cuối cùng bây giờ lệ thuộc vào Trung Cộng về vấn đề biển đảo, kể cả những tài nguyên quốc gia và vấn đề kinh tế chính trị. Đấy là cái hệ lụy mà chúng ta nhìn thấy sau biến cố 30 tháng 4 đó, thưa chị. Thì được, tôi cũng được biết là Đảng Việt Tân đã chính thức ra đời vào những năm 1982, tức là 7 năm sau biến cố 30 tháng 4. Vậy cái mục tiêu đấu tranh của Đảng Việt Tân lúc đó và bây giờ thì có gì thay đổi hay không thưa ông? Có thể nói là cái ngày 30 tháng 4 năm 1975 đó, thì mặc dù Cộng sản Việt Nam họ xua quân để mà khống chế và chiếm miền Nam, nhưng mà đại đa số cái tâm tư của người miền Nam vào lúc đó đó, 20 năm chiến tranh, cho nên ai cũng mệt mỏi, ai cũng chán chường, cho nên hy vọng là cái sự đổi đời sau 30 tháng 4 nó sẽ có một cuộc đời tốt hơn, hòa bình hơn, không còn chiến tranh nữa. Cho nên ai cũng chờ đợi là cái chính quyền miền Bắc sẽ áp dụng một số những cái biện pháp để làm sao như họ rêu rao, đó là hòa hợp, hòa giải dân tộc để mà cùng nhau có những kiến tạo hòa bình. Nhưng mà thực tế ra đó, sau ngày 30 tháng 4 thì Cộng sản miền Bắc họ đã áp dụng chính sách hà khắc, coi như là bắt gần coi như là 300.000 nghĩa là cán binh, nghĩa là những quân cán chính của Việt Nam Cộng Hòa vào tù, rồi đưa một số những cái người thành thị qua những vùng kinh tế mới để mà coi như là áp dụng cái chính sách của những hà khắc cai trị như vậy đó. Thì cái làn sóng vượt biên nó xảy ra, rồi những cái người bất mãn đó thì bắt đầu coi như là họ chống đối để mà phản kháng lại cái sự cai trị hà khắc đó. Thế nhưng mà sự chống đối của người dân vào lúc đó đó, đa số nó cũng chỉ là một cái sự tự nguyện, tự phát, vì mình bất mãn do nó không đáp ứng được cái nguyện vọng mong muốn. Chứ còn thực sự là cuộc đấu tranh vào lúc đó đó, nó không phải là một cái cuộc chiến tranh, tức là dùng vũ khí đạn dược để mà tấn công lại kia, là bởi vì cái cuộc đấu tranh hoàn toàn là mong muốn có một sự thay đổi, nhưng mà chế độ Cộng sản Việt Nam họ không thay đổi, không phục vụ nguyện vọng, cho nên bày tỏ cái sự phản kháng. Cho nên có thể nói rằng là cái cuộc mà đấu tranh của người dân Việt Nam sau 30 tháng 4 đó là mong muốn đất nước có tự do dân chủ và chán ghét cái chủ nghĩa cộng sản và mong muốn có sự thay đổi. Cho nên Đảng Việt Tân ra đời năm 1982 cũng nằm ở trong cái nguyện vọng tâm tư của người dân, tức là mong muốn đất nước làm sao sớm có tự do dân chủ và cái chế độ độc tài này phải được chấm dứt, thì Việt Nam mới có cái cơ hội vươn lên để mà có một tương lai thay đổi. Thì từ năm 1982 cho đến ngày hôm nay, gần non 40 năm, thì Đảng Việt Tân vẫn tiếp tục tiến hành cái chủ trương là đấu tranh vận động toàn dân để mà chấm dứt cái độc tài cộng sản. Thì cái chủ trương của năm 82 cho đến bây giờ cũng không gì thay đổi, là bởi vì ngày hôm nay Việt Nam vẫn tiếp tục cai trị bởi một cái độc đảng, bởi một cái chính quyền coi như là cai trị hà khắc. Cho nên có thể nói rằng là 40 năm qua cái chủ trương của Đảng Việt Tân vẫn không, nghĩa là không hề thay đổi, vẫn là kiên định với mục tiêu là làm sao chấm dứt cái độc tài cộng sản để mà có được đất nước có tự do dân chủ để mà cách tân, để mà xây dựng trong tương lai. Thôi Thưa ông, tôi được biết là Đảng Việt Tân chủ trương đấu tranh bất bạo động. Vậy xin ông cho biết lý do là tại sao Đảng Việt Tân lại chọn phương cách này và ưu điểm của đấu tranh bất bạo động là gì, thưa ông? như tôi có thưa vào lúc nãy đó, cái ngày 30 tháng 4 đã xảy ra thì có thể nói rằng là toàn thể người dân họ căm phẫn cái sự coi như là cai trị hà khắc, tù cải tạo, rồi vượt biên vượt biển, rồi đánh tư bản mài sản, có thể nói rằng là họ bần cùng hóa và họ trả thù cái người dân miền Nam. Cho nên trong cái nỗi bất hận, nghĩa là phẫn uất đó đó, người dân đứng lên để mà phản kháng. Nhưng mà phản kháng trong cái hoàn cảnh mà không còn đồng minh, không còn vũ khí, không còn tiền bạc, thì có thể nói rằng là đứng lên
đấu tranh bằng cái sự phẫn nộ, bằng cái sự bất mãn. Cho nên có thể nói cái cuộc đấu tranh của người dân miền Nam 30 tháng 4 năm 75 trước đây đó là bằng tất cả những sự phẫn nộ. Đây có thể nói đây là cuộc đấu tranh bất bộ đạo, là bởi vì hoàn toàn đã không dựa trên bất vũ khí nào, là bởi vì muốn có vũ khí cũng không được, là bởi vì bây giờ Hoa Kỳ hay là đồng minh bên ngoài cũng hết rồi, không có ai coi như là đem vũ khí hay là súng đạn, cái viện trợ hay là giúp đỡ, tiền bạc cũng có. Cho nên chỉ có còn một đường lối duy nhất là đứng lên đấu tranh bằng tất cả những cái tâm lòng phẫn nộ. Cho nên cái đường lối đấu tranh bất bạo động nó là phù hợp nhất vào lúc đó. Thì nói về đấu tranh bất bạo động thì phải nói rằng là nó có ba cái đặc thù. Thứ nhất là không dùng tới cái vũ khí, không dùng đạn, dùng tới nghĩa là súng đạn, là bởi vì chúng ta không thể nào dùng những cái vũ khí súng đạn như vậy, là bởi vì chúng ta không thể nào dùng cái sở đoản để mà đánh lại cái sở trường của những chế độ độc tài, là họ chuyên môn dùng bạo lực, dùng súng đạn để mà đàn áp người dân. Cho nên nếu mà dùng súng đạn như này kia thì hóa ra là chúng ta lại bị coi như là chế độ coi như là tấn công khuôn loát và có thể tiêu diệt, coi như là không thể tồn tại lâu dài được. Cho nên cái nguyên tắc đầu tiên của đấu tranh bất bạo động tức là không dùng vũ lực, không dùng vũ khí để mà tấn công, để mà chống lại chế độ. Cái điều thứ hai đó là phải có số đông. Số đông là gì? Là tại sao phải cần số đông? Là bởi vì tất cả người dân đều bị đồng hóa, đều bị cai trị, nghĩa là giống nhau và là nạn nhân của chế độ. Cho nên mọi người vì cái hoàn cảnh đấu tranh, hoàn cảnh khó khăn nó giống nhau, cho nên mọi người phải hợp tác với nhau, liên kết với nhau, tạo thành số đông thì mới tạo thành cái áp lực được. Cho nên chính vì lý do đó mà sau 30 tháng 4 năm 75 đó, có nhiều nhóm, nhiều phong trào đứng lên chống lại chế độ, là vì cái sự phẫn nộ, sự chán ghét đó nó liên kết với nhau. Và sau cùng yếu tố thứ ba của cái vấn đề đấu tranh bất bạo động đó, thì có thể nói rằng là nó đã coi như là sử dụng cái vấn đề là bất hợp tác hoặc là tẩy chay để gì, để đẩy cái chế độ đi vào trong cái sự coi như là tiến thoái lưỡng nan, để bắt buộc chấp nhận những cái sự đòi hỏi của quần chúng. Tới đây là ba cái coi như là cái đặc thù của đấu tranh bất bạo động. Thì có thể nói là cho đến ngày hôm nay Đảng Việt Tân đã áp dụng cái phương pháp đấu tranh bất bạo động suốt trong nhiều năm cùng với các tổ chức lực lượng khác ở trong nước để mà tiến hành xây dựng cái nỗ lực đấu tranh cùng với quần chúng trong nước đó. Thì chúng tôi nhìn thấy nó có ba cái ưu điểm hay là ba cái đặc thù mà từ đó có thể tạo được những cái cuộc đấu tranh có thể nó tiếp tục nó kéo dài thời gian tới cho đến khi nào chấm dứt được ách độc tài cộng sản. Cái ưu điểm đầu tiên đó có thể nói rằng là nó là một cái phương thức mà gìn giữ, nghĩa là tác động lên chế độ nhưng mà đấu tranh trong ôn hòa và thu phục được lòng người, có thể hỗ trợ được và ta kêu gọi mà ai cũng có thể bày tỏ được, là bởi vì đấu tranh bất bạo động là không dùng tới vũ khí, không dùng đạn dược, mà bằng cái tấm lòng, bằng viết câu khẩu hiệu hoặc là bằng viết thư kháng nghị để mà bày tỏ những cái sự phản kháng của mình, cho nên ai cũng làm được. Thì đó là cái ưu điểm thứ nhất. Cái ưu điểm thứ hai đó tức là kêu gọi vận động hỗ trợ sự đồng tình của quốc tế, của thế giới, mà quốc tế có thể lên tiếng hỗ trợ để mà tác động những cái cuộc đấu tranh ở trong nước, ví dụ như vụ Đồng Tâm hay là trước đây cái vụ Dân Oán hay là những khiếu kiện của những bà con tại Thủ Thiêm chẳng hạn. Như vậy thì đó là những cái đòi hỏi tranh đấu vì quyền lợi của họ, mà nó cũng là nằm trong cái khuôn khổ mà các quốc gia hoặc là các chính giới thế giới có thể hỗ trợ được. Và cái đặc điểm thứ ba sau cùng đó là đất nước chúng ta sau nhiều năm chiến tranh có thể nói là cái tiềm lực dân tộc cũng bị hủy hoại rất là nhiều, và đất nước chúng ta vẫn còn nghèo, cho nên cái cuộc chuyển đổi nào nó cũng để lại một số những cái hệ lụy. Thì trong cái đấu tranh bất bạo động đó, nó là hòa bình, cho nên nó giảm được những cái sự phung phí tài nguyên, cũng như là nó không làm đổ vỡ thêm những cái tài nguyên, những cái sinh lực của dân tộc để chúng ta dành những nỗ lực đó cho vấn đề phát triển, để xây dựng trong tương lai. Cho nên đó là ba cái ưu điểm mà Đảng Việt Tân nhìn thấy. Cái phương thức đấu tranh bất bạo động nó vừa giúp để chúng ta huy động được lòng người, cái thứ hai vừa đẩy chế độ vào cái thế của giờ tiến thoái lưỡng nan, và cái thứ ba là chúng ta tranh thủ được cái sự hỗ trợ của thế giới và tiết kiệm cái tiềm lực để chúng ta chuẩn bị để mà có thể canh tân xây dựng đất nước sau khi mà chế độ độc tài cộng sản Việt Nam không còn nữa. Thì đó là những cái ưu điểm của cái đấu tranh bất bạo động đó, thưa chị. Vâng, thưa ông, thì dù muốn dù không thì chúng ta cũng thấy được rằng là sau 45 năm
thì Việt Nam cũng đã có những cái thay đổi nhất định. Vậy ông đánh giá như thế nào về các cái thay đổi này ạ? Chắc chắn là trong 45 năm đất nước Việt Nam chúng ta thay đổi rất là nhiều, bởi vì chính chế độ Cộng sản Việt Nam họ cũng phải tự thay đổi khi mà họ nhìn thấy cái làn sóng chống đối của người dân, làn sóng bất hợp tác của người dân, để mà họ thứ nhất là họ sống còn được trong cái sự chống đối, và cái thứ hai là thế giới xung quanh cũng thay đổi rất là nhiều, là bởi vì như chúng ta thấy là từ năm 75 cho đến bây giờ đó, ở Đông Nam Á cũng như trên thế giới, cái sự chuyển đổi, rồi đã xảy ra cái biến cố ở Đông Âu vào năm 1989, rồi cuộc cách mạng màu đã xảy ra ở nhiều nơi, làm cho chế độ Cộng sản Việt Nam cũng nhìn thấy rằng là những sự cai trị hà khắc của họ, nếu cho họ không thay đổi đó thì có thể tạo thêm cái sức ép, cái sức bật của người dân nó mạnh mẽ, và từ đó đưa đến cái sự sụp đổ của chế độ. Cho nên chính vì lý do đó mà cái sự thay đổi lầm người, thay đổi về hoàn cảnh, và đã buộc Đảng Cộng sản Việt Nam cũng phải thay đổi khi mà họ đưa ra coi là mở cửa kinh tế, áp dụng kinh tế thị trường, hoặc là không còn khư khư gọi là kinh tế quốc doanh, mà bây giờ phải coi như là tôn trọng hoặc là chấp nhận cái kinh tế tư doanh, hoặc là nhận đầu tư ngoại quốc từ bên ngoài. Tuy nhiên qua những cái sự mà thay đổi như vậy đó, thì chúng ta nhìn ra hai điều sau đây. Cái điều đầu tiên đó là Cộng sản Việt Nam họ chấp nhận thay đổi, nhưng cái sự thay đổi là thay đổi ở bên ngoài, thay đổi đó phục vụ cho cái mục tiêu là duy trì được cái quyền lực thống trị của Đảng, chứ không phải là cái sự thay đổi đó để cho cái đời sống người dân hay là những cái ước mơ của người dân đạt được những hạnh phúc mà người dân mong muốn. Nói một cách ngắn gọn, tức là cái sự thay đổi mà Cộng sản Việt Nam áp dụng trong thời gian qua là để củng cố thêm cái quyền lực thống trị của Đảng Cộng sản, chứ không phải để cho người dân được hạnh phúc, được tự do, được no ấm. Đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai đó là cái sự thay đổi này đó, chúng ta nhìn thấy nó chỉ là thay đổi hình thức vật chất, hay là thay đổi cho một số những người có tiền có bạc, hoặc là con em thân nhân của họ được giàu có, sống phú phê vì những cái tiền đầu tư ngoại quốc hay là những tiền viện trợ từ bên ngoài. Chứ còn đại đa số người dân Việt Nam vẫn sống nghèo đói. Chúng ta thấy rằng là những nhà lầu, những xe hơi, những đường xá được xây dựng, nhưng mà những tất cả những cái đó đều phục vụ cho một thiểu số quyền lợi ở bên trên hay là những bà con thân nhân của họ, trong khi đại đa số người dân hiện nay là 96 triệu người dân vẫn sống nghèo đói. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng là một cái đất nước Việt Nam là một đất nước mà theo chế độ Cộng sản, tức là tất cả mọi cái quyền lực kinh tế, đất đai này kia nằm trong tay Đảng, trong tay của nhà nước. Thế mà theo cái thống kê của một số những cái tổ chức liên quan về vấn đề lợi ích bình quân của quốc quốc gia đó, thì Việt Nam hiện nay có khoảng chừng 15.000 gọi là triệu phú. Triệu phú được định nghĩa triệu phú tức là những người có khoảng từ 5 triệu Mỹ Kim trở lên. Mà có 15.000 triệu phú như vậy thì thử hỏi rằng là những triệu phú đó, đó từ đâu ra? Và người ta nói rằng là đa số những triệu phú ở Việt Nam mà có từ khoảng chừng 3-4 triệu Mỹ Kim trở lên đó là lợi tức đến từ vấn đề địa ốc, tức là nhà cửa hoặc là đất đai. Thế thì nhà cửa, địa đất, đất đai mà được quy định đó là tài nguyên của quốc gia, của như là Đảng. Thế thì chính là những cái người đảng viên hoặc là những người thân nhân họ mới buôn bán những lợi nhuận họ có, họ giàu có như vậy. Cho nên vì lý do đó tôi nghĩ rằng là cái việc mà thay đổi đó đã có, nhưng mà cái thay đổi này nó chỉ để phục vụ cái quyền lợi của Đảng Cộng sản, và nó chỉ làm giàu cho một thiểu số quyền lực ở bên trên, trong khi đại đa số người dân vẫn còn nghèo đói và vẫn sống cuộc đời rất là chật vật vất vả trong cái môi trường của những ô nhiễm. Thì đó là thực tế mà thay đổi trong 45 năm vừa qua đó, thưa anh. Dạ thưa ông, thì người dân Việt Nam đã phải chịu cảnh chiến tranh liên tục trong khoảng 200 năm, và trong những khoảng thập niên 80 thì đời sống người dân đã vô cùng khổ cực, thiếu thốn lương thực và đói kém xảy ra khắp ba miền Việt Nam. Và ngày hôm nay thì đời sống người dân đã khá hơn về nhiều khía cạnh, nên do đó là họ rất là lo sợ về một sự thay đổi. Họ do dự rằng cái chế độ mới đi lên thì sẽ tốt hơn hay là tệ hại hơn chế độ hiện tại. Vì vậy thưa ông, Đảng Việt Tân có thể cho người dân thấy được rằng việc thay đổi sẽ giúp cho đời sống của họ đi lên và đất nước tốt đẹp hơn, để họ sẽ tin tưởng và cùng tham gia đấu tranh hay không thưa ông? Dạ, vâng, cảm ơn chị đã có nêu câu hỏi này. Tôi nghĩ là câu hỏi này rất là hay, là bởi vì tôi nghĩ như thế này, là con người đó sống trong cuộc đời
Ngay cả trong công ăn việc làm của mình, ai cũng muốn rằng là mỗi ngày nó một sự thay đổi, và sự thay đổi nó phải tốt hơn, chứ không thể nào mà thay đổi nó xấu hơn, nó tệ hơn, phải không ạ? Cho nên chính vì lý do đó tôi nghĩ rằng là khi đã nói thay đổi thì nó phải thay đổi tốt hơn, chứ không thể nào mà thay đổi xấu hơn. Và sở dĩ tại sao lại có cái người lại lo âu cái sự thay đổi là bởi vì trong cuộc sống của họ bây giờ cũng đã được thay đổi rồi. Chế độ Cộng sản Việt Nam họ cũng đã thay đổi rồi, kinh tế phát triển rồi, có công ăn việc làm rồi, đường xá nhà cửa này kia vân vân, thì quả thật là người ta đặt ra là đã thay đổi rồi, thế bây giờ thay đổi tốt hơn đây này kia, mà nếu là xấu hơn thì sao? Thì tôi nghĩ là tất cả những luận điệu đó đó là từ phía bên Cộng sản họ đưa ra, tức là cứ từ từ sống an phận và đảng sẽ thay đổi để đời sống người dân, tức là họ Đảng Cộng sản Việt Nam họ coi người dân nó giống như là những con vật, và đảng cho thay đổi, đảng cho được sống thì phải coi như là khép mình và chấp nhận và đừng có đòi hỏi, đừng có chờ đợi. Thì quả thật là cho đến ngày hôm nay sau 45 năm, từ kể từ ngày 30 tháng 4 năm 75 đó, đất nước Việt Nam có thay đổi, nhưng như tôi vừa trình bày lúc nãy là thay đổi về vật chất, tức là cầu cống, đường xá, nhà cửa, hay là gạo, thức ăn, bánh kẹo nó nhiều hơn trong quá khứ. Là trong quá khứ là cái kiểu mà ngăn sông cấm chợ, mà bây giờ là mở cửa thị trường cho nên hàng hóa nhiều, rồi người ta có tiền người ta xây nhà cửa là chuyện đương nhiên. Nhưng mà có một thứ không hề thay đổi trong 45 năm vừa qua, đó là cái nguyện vọng, cái quyền của người dân không được tôn trọng. Tức là cái gọi là cái chủ quyền của người dân ở trên đất nước mình, và người dân làm chủ cái vận mệnh của mình, của xã hội mình, của gia đình mình, hoàn toàn lệ thuộc vào Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản là ví dụ họ nói là họ tổ chức một cuộc bầu cử, nhưng mà thực sự ra những người bầu cử họ tổ chức gọi là mọi người dân bỏ phiếu, nhưng mà bỏ phiếu cho ai, chọn ai đó thì đảng đã quyết định rồi, phải bỏ đi như vậy, tức là theo kiểu đảng cử dân bầu. Cho nên có thể nói rằng là cái mà không hề thay đổi tại Việt Nam trong suốt nhiều năm vừa qua, đó là cái nguyện vọng, đó là cái sự tự do, đó là cái ý thức dân chủ, người dân muốn đất nước, muốn chính quyền phải phục vụ, phải làm việc theo ý nguyện người dân, hoàn toàn không có. Và Đảng Việt Tân mong muốn theo đuổi để cùng với người dân tạo một sự thay đổi đất Việt Nam, đó là làm sao nước Việt Nam phải có tự do dân chủ, người Việt Nam ra nước ngoài thấy hãnh diện mình là người Việt Nam, và người Việt Nam bây giờ muốn lên đại học, muốn học ngành nghề nào, muốn ra trường kiếm công việc làm, đó là quyền tự do. Chứ không thể nào mà người Việt Nam đó là nghĩa là bây giờ vô trong trường đại học hay là vô trong những trường học là phải học chủ nghĩa Mác Lênin, học những cái lý thuyết mà nó không thực tế, không áp dụng được. Rồi họ muốn học cái ngành nghề gì thì họ cũng muốn học ngành nghề, hoặc là họ không muốn đi học mà họ ra muốn mở hãng mở xưởng, đó là quyền tự do. Thì bây giờ đất nước Việt Nam mình không có những cái đó. Họ nói là tự do nhưng thực tế ra tất cả những cái gì học hành, tất cả những gì đều có phải xin phép, mà phải giấy phép này giấy phép kia, và nghĩa là di chuyển phải xin với sự khống chế, tức là theo cái chế độ gọi là xin và cho. Thì như vậy đất nước Việt Nam không thể nào tiến bộ, và cái tư tưởng cái nguyện vọng con người không thể mở được. Cho nên cái mà Đảng Việt Tân theo đuổi để làm sao có sự thay đổi đất nước Việt Nam, đó là cái quyền của người Việt Nam, cái sự tự do, cái ý thức dân chủ của người Việt Nam phải để chính người Việt Nam quyết định. Thì cho đến ngày hôm nay không được có cái đó. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái khi chúng ta nói đến thay đổi là thay đổi tốt hơn, và cái mà Đảng Việt Tân mong muốn là nếu người Việt Nam có sự tự do chọn lựa, có quyền tự do để sống cuộc sống với chính mình, thì tôi nghĩ đất nước Việt Nam sẽ phát triển rất là nhanh, rất là mạnh, chứ không phải là ở trong cái tình trạng coi như là phát triển gọi là nửa vời, ô nhiễm môi trường, cũng như là chỉ có một thiểu số giàu có trong cái đại đa số vẫn sống cuộc sống rất là khó khăn, rất là nghèo đói. Thì đó là cái sự mong muốn thay đổi của Đảng Việt Tân chủ trương đó, thưa chị. Vâng, cái câu hỏi cuối cùng mà chúng tôi muốn chuyển tới ông ngày hôm nay là đại dịch COVID-19 có thể nói là một cái trận dịch lớn nhất, một trong những trận dịch lớn nhất mà ảnh hưởng lên đến đời sống của 5 tỷ người trên khắp thế giới. Và dĩ nhiên là cái trận dịch nào rồi cũng sẽ đi qua. Nhưng theo ông thì cái trận dịch này có ảnh hưởng gì đến tình hình Việt Nam và cái công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ của Việt Nam hay không? Dạ vâng, đúng là chúng ta đang sống cái trận đại dịch COVID-19. Thì theo tôi có thể nói rằng là cái trận dịch này đó nó là một trận dịch thế kỷ.
và nó sẽ để lại nhiều dấu ấn trong trong lòng chúng ta cũng như là trong lòng mọi người, nhân loại rất là to lớn. Nó ảnh hưởng ở trên ba cái mặt sau đây. Cái mặt đầu tiên đó, có thể nói rằng là lần đầu tiên 5 tỷ người trên thế giới bị coi như là phải nhốt ở trong nhà một cách coi như là tự nguyện, là bởi vì nếu mà không ở nhà đó thì đã lây lan là sẽ đi đến một cái sự ảnh hưởng về sức khỏe rất là to lớn. Đã 5 tỷ người đã ở trong nhà để tránh lây lan như vậy, mà còn coi như là 2 triệu người bị lây nhiễm và đưa lên một số tử vong còn trên 200.000 người. Thì đây nó là một trận dịch có thể nói rằng là nó đã chung dưới chân nước 5 tỷ người ở nhà một cách miễn cưỡng, và đã làm một sự thay đổi trong cái nếp sống, trong cái đời sống của hàng tỷ người ở khắp mọi nơi trên thế giới. Điều thứ hai đó thì quả thật là suốt trong mấy thập niên vừa qua, với cái sự phát triển kinh tế theo coi như toàn cầu hóa và coi như là phát triển theo kiểu một chuỗi cung ứng toàn cầu, tức là những cái nơi nào có thuận lợi thì cố gắng phát triển xây dựng một số những cái nguyên liệu này kia, cũng như nơi khác sử dụng nguyên liệu để rồi sản xuất bán ra hàng hóa để mà coi như kiếm lời và chia lời lẫn nhau, thì cái chuỗi cung ứng toàn cầu hóa có thể nói bị sụp đổ hoàn toàn trong cái bối cảnh dịch Covid xảy ra, khi mà Trung Quốc bị tê liệt đầu tiên, sau đó ảnh hưởng đến Hoa Kỳ, đến ảnh hưởng bên Âu Châu, Úc Châu. Thì bây giờ khi mà Hoa Kỳ, Úc Châu, Âu Châu bị ảnh hưởng Covid thì Trung Quốc dù rằng là có sản xuất lại chăng nữa đó thì cũng bị tê liệt, là bởi vì những hàng hóa nó không thể nào có gửi đi nơi khác. Cái chuỗi cung ứng toàn cầu đó bây giờ nó cũng sụp đổ luôn. Cho nên tôi nghĩ rằng là cái yếu tố về toàn cầu hóa, về cái sự coi như là kỳ vọng vào cái sự hợp tác chung giữa các quốc gia trong vấn đề kinh tế đó, tôi nghĩ là nó phải suy nghĩ lại để mà ngăn ngừa nếu trong tương lai nó có những trận đại dịch xảy ra. Và cái điều thứ ba nữa là con người, tôi nghĩ rằng là có thể là chúng ta đã phát triển quá mức, và ý rằng là với cái trí tuệ của trí óc, con người có thể khống chế được coi như là vũ trụ, khống chế quá địa cầu. Nhưng mà với cái sự phát triển ảo ạt, khống chế quá địa cầu và coi thường cái môi trường sống của mình đã phá hủy, và từ đó mình phải coi như là gặp phải một cái đại nạn, một đại dịch, và hoàn toàn như là bế tắc, bó tay, lúng túng trong đối phó. Cái con virus cho đến ngày hôm nay có thể nói rằng là nó là vô hình, và nó đã biến dạng đến nhiều hình thức khác nhau tấn công con người, từ câu như Âu qua Á, từ Á qua Tây, và con người hiện nay cũng chưa tìm ra một cái phương thức gì để mà khống chế cái con virus vô hình này. Thế thì nguyên nhân từ đâu? Theo tôi, nó cũng không phải là chỉ, đương nhiên nó là từ thiên nhiên tạo ra, nhưng mà nếu con người tôn trọng thiên nhiên, con người sống hòa nhập với thiên nhiên thì tôi nghĩ nó không đến nỗi mà tàn phá như vậy. Và chính con người đã phát triển, nghĩa là với cái sự coi như là kỳ vọng và trí tuệ để mà phát triển xã hội, phát triển coi như là quá đất như vậy, và nhiều khi vô hình chung đã không có bảo vệ cái môi trường sống, cho nên đã đưa đến cái hệ quả này. Và tôi nghĩ sau cái vụ đại dịch này, con người sẽ phải nhìn lại cái môi trường sống của mình một cách coi như là thận trọng hơn để bảo vệ, để ngăn ngừa những đại dịch. Thì từ ba cái đặc thù như vậy đó, thì tôi nghĩ là trong cái thời gian tới đây, có thể là tháng 8, tháng 9 thì cái trận dịch này sẽ qua đi, nhưng mà cái độ lây nhiễm đó vẫn còn có thể bị ảnh hưởng đến từ đến cuối năm, thì đã ảnh hưởng vấn đề kinh tế, ảnh hưởng sinh hoạt rất là nhiều. Nhưng mà ít ra theo tôi nó có ba cái lĩnh vực sau đây nó sẽ ảnh hưởng vào trong cái đời sống của nhân loại, ít nhất là trong vòng 5 năm trước mặt. Cái ảnh hưởng đầu tiên, thứ nhất đó, là các quốc gia trên thế giới sẽ phải nhìn lại cái khả năng coi như đóng góp để ngăn chặn những cái trận dịch như thế này. Và bây giờ người ta sẽ ưu tiên hơn cái vấn đề đời sống, vấn đề y tế để làm sao phục vụ cái sức khỏe, cái đời sống của người dân là ưu tiên thứ một. Và thay vì người ta kỳ vọng vào những cái cơ chế Liên Hiệp Quốc hay là sự hợp tác quốc gia, thì bây giờ chính mỗi quốc gia phải tự giải quyết lấy chính mình qua cái kinh nghiệm học từ cái vụ bệnh dịch của COVID-19 này. Cái vấn đề thứ hai là tôi nghĩ rằng là cái vấn đề mà sinh hoạt qua online, về việc làm, về học tập hay là về hội họp này kia đó, có lẽ là cái môi trường mạng sẽ là cái môi trường phát triển mạnh mẽ ở trong tương lai. Và chính vì lý do đó mà nhà băng cũng như cách làm việc, cũng như sản xuất này kia đó, thì nó sẽ thông qua ở trong cái vấn đề sinh hoạt mạng, sinh hoạt online,
nó sẽ đa diện hơn. Và chính cái đó tôi không biết rằng là nó là cái điều đáng vui hay đáng mừng, là bởi vì nó sẽ làm giảm thiểu đi một số những cái coi như là cái tính cách sinh hoạt mà thường xuyên của người Việt hay là của người ngoại quốc trong thời gian khi mà chúng ta gặp mặt bây giờ qua online, ít gặp mặt nhau mà chỉ còn nói qua điện thoại, nói qua Zoom hay là qua đại chia đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đời sống thế nào. Thì đó là cái mà tôi nghĩ rằng là nó sẽ gây một số những cái sự thay đổi rất là to lớn trong thực tế tới đây. Và điều thứ ba đó, thì tôi nghĩ vấn đề kinh tế chắc chắn nó sẽ tạo ra một số những sự chuyển đổi rất là lớn và có thể đưa đến một số những cái sự nghèo đói, một cái sự coi như là khủng hoảng toàn cầu về vấn đề kinh tế, là bởi vì các quốc gia bỏ gần 5.000 tỷ Mỹ kim để mà cứu giúp những người nghèo đói, những người thất nghiệp trong những thời gian trước mặt. Nhưng mà cái việc mà cứu giúp này đó, nó cũng chỉ là giai đoạn, nếu mà kinh tế không phục hồi, không phát triển, mà hiện nay các quốc gia đều quay về với chính mình để giải quyết những cái vấn đề khó khăn về kinh tế, khó khăn về y tế sau cái vụ dịch này đó, thì cái sự hợp tác quốc tế nó sẽ khó, và cái chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như cái toàn cầu hóa kinh tế nó bị khựng lại đó, thì chắc chắn nó ảnh hưởng đến cái nền kinh tế chung của thế giới mà vốn mọi người đã được sống coi như thoải mái trong thời gian vừa qua đó. Thì tôi nghĩ nó sẽ ảnh hưởng đến cái đời sống khó khăn trong những năm trước mặt. Thì tôi nghĩ đó là một số những cái hệ lụy mà do cái COVID-19 nó đưa đến. Nhưng mà đó là chỉ là một số dự phóng, nhưng mà còn thực tế như thế nào thì tôi nghĩ chắc phải sau mùa hè này đó, thì người ta mới nhìn thấy những ảnh hưởng nó tác hại như thế nào, thì lúc đó mới nhận rõ ràng hơn đó, thưa thầy. Vâng, xin cảm ơn ông Lý Thái Hùng đã có dành cho chúng tôi một cái buổi trò chuyện rất là hữu ích ngày hôm nay, và xin được kính chúc ông thật là nhiều sức khỏe trên cái con đường đấu tranh cho tự do dân chủ cho Việt Nam của mình. Cảm ơn ông ạ. Dạ, yeah. Vâng, một lần nữa thì chúng tôi cũng xin cảm ơn anh Phong cũng như là chị Cá Tý đã nghĩa là thực hiện một cái chương trình nói chuyện rất là hữu ích để chúng ta nhìn lại cái bối cảnh 45 năm từ ngày 30 tháng 4 năm 75 cho đến ngày hôm nay, cũng như một số những vấn đề liên quan về đời sống của chúng ta trong cái quá trình đại dịch toàn cầu COVID-19. Xin cảm ơn anh cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này.